À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác những cái dòng dây ba lăng tầm trung cho tất cả các bác cùng mà tham khảo và lựa chọn nha. Đây là những cái dòng dây ba lăng cải thiện cực kỳ là tốt về cái chất âm cũng như là về hình thức, nó rất là đẹp, rất là bắt mắt cho tất cả các bác nhé. À, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một cho tất cả các bác. À, thì trước tiên thì hôm nay đặc biệt là em có về được cái cặp dây ba lăng đấy. Thì thằng này nó là thằng Zensati đấy, dòng Zoro cực kỳ là cao cấp nha. Đây các bác nhìn này. Đấy, thì trên tay em đang cầm đây chính là một cặp dây ba lăng Zensati Zoro. Đây. À, các bác nhìn nha, đầu rắc của nó này. À, các bác nhìn này, em đầu rắc của nó nha. Đấy, nó là dòng dây ba lăng Zensati để Zoro là các bác nhìn chưa. Đấy. Còn mặt đằng này đây, cái chỗ này nó là ký hiệu nha. Đây là mã số của nó nha. Đấy, số series của nó ở bên dưới này. À, các bác nhìn nha. Đấy. Rất là đẹp Zensati Zoro. Cặp này thì em về được 1 mét và 1 mét rưỡi cho tất cả các bác nha. Đây. Đấy, đầu rắc của nó đây. Đấy. Các bác nhìn chưa? Đầu rắc của nó đây, nguyên bản 100% dây zin lâu bốc nha, không có hộp nha các bác. Đấy. Chân rắc của nó thì thằng này nó đều được mạ titanium các bác nhìn chưa? Đấy, tất cả đều được mạ bạc. Các bác nhìn chưa? Cho được tốc độ truyền tải âm thanh cũng như là cái đường truyền tín hiệu của nó làm sao nó ổn định nhất cho tất cả các bác. À, và riêng cái rằng thằng của Zensati Zoro như thế này, đây nó chỉ là một cái dòng phân khúc tầm trung của hãng nha. Chứ còn nếu mà để nói về những cái dòng Zensati á, các bác cứ tham khảo xem, những cái dòng Zensati của nó giá nó cực kỳ là cao, có những cái phân khúc của nó rơi tầm vài chục cho đến vài trăm triệu những cái dòng dây ba lăng Zensati nha. Thì đây là một trong những phân khúc em về lục gọi là phân khúc tầm trung ở được thị trường Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều. Đấy, thì cái dòng này thì cặp 1 mét thì bên em đang bán ở bác mức giá cũng tương đối là tốt, là 24 triệu cho một cặp dây ba lăng Zensati Zoro như thế này. Đấy, đầu rắc của nó là đầu rắc nguyên bản 100% nha các bác, đầu rắc nguyên bản nguyên zin nha. Đấy, còn cặp 1 mét rưỡi thì giá nó sẽ cao hơn 5 triệu cho tất cả các bác nha. Đấy, cặp 1 mét rưỡi thì giá nó cao hơn. Đấy. Còn cặp 1 mét là giá là 24 triệu đây, dây của nó. Đặc trưng của thằng này thì nó sẽ là dây sử dụng là dây màu đỏ này. Đấy, đầu rắc có màu đỏ luôn. Các bác nhìn này. Cực kỳ chất lượng, hôm nay em về được thằng này thì tranh thủ lên clip cho tất cả các bác luôn đó. Zensati Zoro nha. Đấy, rất là hiếm luôn. 24 triệu nha các bác. Đó. Rồi, thì đây. Tiếp đến thì em sẽ quay các bác về cặp ba lăng lọt đót Odin Gold. Dây này thì cũng có chiều dài 1 mét và 1 mét rưỡi thì bên em đều có cho tất cả các bác nha. Đấy, dây thì nguyên bản như này. Đấy, tất cả đều được mạ những lớp vàng công nghiệp đây các bác nhìn xem. À, các bác nhìn này, những lớp vàng ống công nghiệp rất là chất lượng như này. Các bác nhìn thấy không? Đó. Lọt đót Odin Gold này. À, các bác nhìn này. Đấy. Đó, Odin Gold. Đấy, chân rắc của nó đây. Đấy, bên ngoài hay bên trong thì đều được mạ những lớp vàng công nghiệp như thế này nha. Đầu rắc nguyên bản của hãng nha. Đấy, nó là sử dụng riêng dòng này thì nó sẽ sử dụng là những bộ đầu rắc holopung như thế này các bác nhìn nha. Đó, đầu rắc của nó này. Đấy, hàng made in USA này các bác nhìn nha. À, các bác nhìn nha. Dài 1 mét nha. Cặp này 1 mét thì em đang bán các bác mức giá là 6 triệu cho một cặp dây ba lăng nha. 6 triệu một cặp dây ba lăng dài 1 mét như thế này. Đấy. Đấy nhìn chưa? À, cặp 1 mét đây. Cực kỳ đẹp. Đấy, bác là lấy mét rưỡi thì có thể báo bên em. Đấy, còn 1 mét là giá là 6 triệu. Thì riêng những cái dòng ba lăng của lọt đót đấy, Odin Gold thì đa số cái chất âm của nó cải thiện rất là tốt và cái giải chép, tiếng chép nó sẽ sáng hơn, nó có độ trong cho tất cả bác. Đấy. Khi các bác sử dụng những cái dòng dây ba lăng như thế này để cải thiện nó rất là nhiều về cái chất âm. Đấy, về hình thức các bác có thể thấy là độ đẹp thì nó thì gần như là xuất sắc rồi. Đấy, cặp dây ba lăng lọt đót Odin Gold như thế này nha. Đó, đầu đực đầu cái em quay cho các bác xem rồi đó. Này, đầu đực ở đây. Đầu cái của nó đây này. Đấy, đầu rắc cái của nó đây, các bác nhìn này. Đó, quá đẹp luôn. Cực kỳ chất lượng nha. Đó. Đó, bác nào lấy thì có thể alo xem nè. Hàng thì siêu lướt bên em về thôi, hàng đấu giá Nhật về nha các bác. Đó. Rồi, kế đến thì đây, trước mặt tất cả các bác đây thì em có cặp dây ba lăng của Kimber KS 1011 nha. Đấy, Kimber KS thì cái dòng Kimber KS này thì luôn luôn cái cấu tạo của nó lõi thì các bác đều có thể thấy được. Nó sử dụng là công nghệ bạc, em xin lỗi nha. Cái model 1136 này thì nó sẽ sử dụng công nghệ đồng lá đan xoắn như thế này. Đầu rắc của nó đây. Đấy, đầu rắc nguyên bản như thế này nha. Đầu rắc đực cái này, ba lăng. Đấy. Cặp 1 mét như này thì giá bên em vẫn đang bán các bác mức giá là 9 triệu cho một cặp dây ba lăng nha. Ba lăng này, giá là 9 triệu đồng. À, các bác nhìn nha.
Kimber KS 1101 này. Đó, dài 1,5 m. À, riêng dòng này thì em về nguyên bản nó thì đều dài 1,5 m thôi. Những bác nào mà đang muốn cải thiện tốt cái tiếng chép, đấy, cái giải bát của nó xuống nó sâu một chút, đấy, trung âm nó có độ chi tiết, thì các bác lên chơi cho em những cái dòng dây đồng như thế này. Đấy, cái tiếng bát, cái tiếng trầm của nó khi các bác nghe, đấy, cái tiếng đuôi ca sĩ nó hát xuống trầm, nó không bị ù đuôi là một này. Tiếng nó không bị vỡ tiếng, cực kỳ là hay nha. Đấy, dây thì gọi là siêu mềm dẻo rồi, để đầu rắc của nó này. Đó, đẹp thì gọi là không tì vết nha các bác. Đó. Đấy, nhìn nha. Rồi. Kế đến là thì đây, em có một cặp là lọt đót him đồ 2 như thế này. À. Đó, này thì cũng còn đầy đủ hộp cho các bác nha. À. Cặp này đây các bác nhìn này. Đây, một cặp dây ba lăng lọt đót him đồ 2 như thế này. À, dây này thì nó cũng sử dụng là công nghệ là dây bạc thôi, nên là bác nào thích cái tiếng chép, à, muốn cải thiện tốt cái tiếng ca sĩ khi nó lên cao thì các bác lên chơi cho em những cái dòng dây bạc như thế này. Nó lên cao tiếng nó rất là trong nha, tiếng trong mà nó không bị chói nha các bác. Đấy, nó đặc điểm nó ở chỗ đấy. À, các bác nhìn này, đó, lọt đót hàng made in USA này. Đấy, nó là sử dụng đầu dắt Odin này, lọt đót Odin luôn này. Đây nhìn này. Đó, dây này thì dài 1m và 1,5m thì em cũng có. À, cặp này thì giá đợt này em về giá nó cũng khá là tốt rồi đấy. Nếu mà so với đợt trước, cặp này thì 1m của nó thì nó dao động khoảng tầm 6 triệu 8 đến 7 triệu. Đấy, nhưng hôm nay đợt này em về cặp này, hôm nay em đấu giá về được cực kỳ là tốt nha. Nó chỉ còn 6 triệu cho một cặp dây ba lăng này thôi. Đó. 6 triệu cho một cặp. Cực kỳ đẹp nha. À, cái cặp ba lăng Zensati em quay lại cho các bác xem đó. Đây, đây chính là cái cặp dây ba lăng Zensati Zoro này. Đấy, vừa giờ em quay đây, em quay lại cho các bác xem nha. Các bác nhìn nào, cặp này 1m này, các bác nhìn nào. Quá đẹp. Đẹp gọi là gần như là không có vết chảy xước rồi. Để các bác nhìn này. Đó, đầu rắc của nó này. Đấy, Zensati Zoro. Đây, các bác nhìn nha. Chân rắc của nó này. Đó, còn bên này của nó đây các bác nhìn nha. Tất cả đều sử dụng là đầu rắc Zensati Zoro của hãng luôn. Đấy, các bác nhìn nha. Đó, số series của nó thì đều ở đằng này. Đó, model series của nó đều ở đây nha các bác. Các bác nhìn chưa? Thì riêng cái thằng Zensati như thế này thì ít khi em về được lắm các bạn. Chỉ có gần như là từ ngày em bán đến giờ thì chắc là đây là lần đầu tiên em về được cái cặp dây ba lăng Zensati Zoro như thế này nha. Đấy, quá đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Đó, các bạn nhìn chưa? Dài 1m và 1,5m thì bên em đều có giá để 1m thì em báo rồi đó. 24 triệu cho cặp dây ba lăng Zensati Zoro dài 1m nha. Đó. Đó, thì hôm nay em về chủ yếu là hôm nay em về được cái dòng Zensati này với dòng lọt đót Odin Gold. Đấy, thì em quay thêm hai món nữa để cho các bác tham khảo và các bác lựa chọn cho cái dàn âm thanh nhà mình. Đấy, làm sao được những cặp dây đạt được cái chất lượng tốt nhất mà nó mang lại nha. Thì cái dây Zensati này các bác xem, các bác tham khảo. Nếu mà những cái hàng mà nó gọi là hàng mới, nó còn hộp thì giá nó rất là cao. Một cặp như này nếu mà 1m thì bây giờ em đang bán các bác cũng như nó rơi khoảng 24 triệu, nhưng mấy bác mà mua hàng mới bây giờ nó phải rơi 4 mấy triệu, nó không phải là giá, nó không phải là rẻ hơn được 2-3 triệu, 5-7 triệu là nó mắc hơn rất là nhiều nha, so với những hàng mà hàng xài lướt như em bán như này cho các bác. Rồi thì sau cùng em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên em Huy Cường Audio nhé. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác.